Cuộc sống đang tươi xanh thì bỗng có Covid. Dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng. Giờ sao? Bình tĩnh luôn giữ tay, vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà, vượt qua gian khó Việt Nam ơi. Đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lánh mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng. Một vòng tay nối thường xuyên giữa tay. Rửa tay. Mỗi khi ra đường đến trường hay về nhà. Đừng rửa quá loa. Rửa tay đúng cách. Rửa tay phải đúng cách. Làm ướt hai tay. Rồi qua xa phòng. Chà mũ bàn tay. Chà thác kẽ tay. Cầm ngón tay xoay. Mặt ngoài các ngón tay. Chùm đầu ngón tay. Vào lòng bàn tay. Từ 30 giây. Xả nước sạch ngay. Corona thường xuyên rửa tay, mỗi khi học hành vệ sinh đứng sợ qua đời. Rửa tay đúng cách, ý thức nhà, vượt qua gian khó Việt Nam ơi. Đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lánh mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng. Một vòng tay.